Sổ, Phật Tổ, Phật Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang xu thuế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô vương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không cảnh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sau quả hao mòn, mùa màng thất đổi đâu không thuốc. Thương hại bảy lê dân đất ruột, thảm vợ con đổi rách đùm đeo. Gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mấy thiên cơ mọi phúc mọi thay. Nẻo thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rủi mây một lát. Ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tịnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thạo, gái tiết chinh mới gái nam chào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vạn sanh cực lạc. Tương với mũi cháo râu đàm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bảy núi còn nhiều bẫu là, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mỏng mạnh, mà sang giàu còn hiếp người nghèo. Phải xả thân tầm bát nhà thoàn, sâu mới khỏi hùm tha sầu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, vòng cũ huyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sâu thấy được nhà tiên cửa thành. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành, thương những người đổi rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sanh lâm sang, sâu sẽ có nhiều điều vinh hành. Cõi trần thế hết suy tới thịnh, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, xấu đắc đạo gặp điều cáo quý. Mặc bá tánh đời này dị nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng chồng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sau lập hội thì già hóa trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn.
Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đằng ban thượng Phật tiên với thánh, khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyền thơ chẳng biết hổ ngươi, mà làm thổi điêu thuyền lữ bố, sâu kẻ ấy làm mồi mạnh hổ, cạnh núi non nhiều thú dị kỳ. Nó chồng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bồi cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưỡi bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lão lý, học tà đạo làm điều tà mì, theo gì đoan cũng kiến tinh tà, thì sau này gặp truyền thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cụ. Thầy bá tánh nghinh tân yểm cụ, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể cống sanh dưỡng dục. Thương Lê Thứ bày tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bày điều huyền hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên xuống cõi phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Xuống mượn xác nhằm năm kỵ mạo, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài bá tánh. Nghe điên dạy sau này thơi thành, đây chỉ đường cực lạc vãng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thành. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sanh, xưa mạc thương phùng gãy non kỳ. Bởi võ vương đáng bậc tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trì kẻ hung đồ. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chỉ. Xưa tay bá thất niên dụ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cảnh khổ chơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bạo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt trước thuấn nghiêu, lòng hiền đức nào ai có xiết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tạ ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng sớm muốn nghe thì chép. Việc tu tịnh khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có nài.
lòng yêu dân chẳng nề vắng dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc xảy đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên kính trọng. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thịnh, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy gìn lòng chớ khá dệt thêu, nói xiên xỏ cũng không no béo. Đời ngôn hà ngày nay mộng mèo, khuyên thế trần hãy ráng kiên dè. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bổn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho bá tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc để sự phân. Lại vừa kề bề ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy bá tánh nhiều điều tai khổ, khùng thương dân nên phải hết lời. Dạo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thử nào đâu có biết. Dạy đào chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tần hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiền tịnh được rành chớn đi. Trong sáu tịnh nhiều điều tà mì, tu hành mà vì kỷ quá trần, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh, chân lập hồi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời, khùng dày dân chẳng dám nghỉ ngơi. Đi chẳng kể tấm thân già cả, cảnh trần thế mặc ai thông thả. Chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần, có thân thì ráng giữ lấy thân. Để đến việc ăn năn chẳng kịp, yêu nhận kẻ tâm đầu ý hiệp. Mến nhận ai biết kiếm đào màu, cảnh Tây Thiên bẩu ngọc đầy lầu. Ráng tu tịnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng nhận ai biết niệm Di Đà. Lại được gần bề ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết chồng tuổi già. Ráng tịnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền cháu sửa làm người. Sâu tà tinh ăn sống nuốt tươi, mà bá tánh chẳng lo cải thiền. Miệng dương thế hay bày nói huyền, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hà giới rồng mây chơi giỡn.
ở chòm sớm đừng cho nhơ bờn, ráng giữ gìn phong hóa nước nhà. Cầu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vàng. Ghét những kẻ có ăn bọn sèn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sái bụi.